Shop có tổ chức một cái sinh nhật cho thành viên mà trong tháng đó có sinh nhật thì cảm thấy nó có những cái vấn đề đó là đem bánh kem ra mọi người vui và mọi người ăn uống nó gọi là theo hình thức á, nó không có bị, nó hơi bị tổn thương ở chị nó hơi bị kỳ à, mọi người không có bị thêm thằng cao hơn tao nữa, không có tôn trọng không? Má mày cao hơn tao tao ghét thì đuổi đi, biết là nó không đáng giá như tiền đó nè, mày cao hơn đây nè. Bởi vì sắp tới sang năm tới mỗi cái sinh nhật trong các cuộc họp năm nay thì nó sẽ có một cái cuộc chơi chúng mình để cho mọi người giải tỏa thì các lực thôi mày vô mẹ vấn đề đi, mỗi em nói mày đi hết trơn mà mày vô vấn đề đi chơi đi. Ê, có cái gì nhọn nhọn không? Không, mở ra khoan, mở ra chứ. Tôi mở ra cái. Khoan, bây giờ tao rất biết điều. Vì hôm rồi có nói vấn đề là phải đập mặt vô bánh kem mỗi thằng. Cho nên á, bây giờ những cái nhọn nhọn tao lấy ra. Mày rửa mặt chưa? Ừ, rửa mặt đi ba. Rửa mặt đi, tao còn ăn nữa. Chơi cuộc chơi trước đi rồi đập bánh kem sao? Thì cũng phải đập à. Ờ, quên. Rồi. Rồi sao? Bốc thăm trúng thưởng hả? Đây là cái năm đầu tiên. Có mình ấy mà. Phát nữa. Sẽ khai đao trước và trong này mình sẽ có một cái cuộc chơi nhỏ nhỏ trong một tiền đó là 10 phút thôi. Là đây nó sẽ có 2 mấy phiếu. Mỗi người sẽ bóc một phiếu và đọc đi cái yêu cầu trong phiếu này, bắt buộc phải làm nha. Bắt buộc phải làm, nó không có phải là lố. Và nó chỉ là vui thôi, nó ở giới hạn vui thôi, nó không lố. Tự đi là biết vui. Ở vui. Chết tao rồi. Không. Nó sẽ chơi tao. Bóp đây, mọi người cái cho vui đi. Xếp hàng đi, xếp hàng dẹp ghế nè. Dẹp ghế đi. Không, bây giờ nè, khoan, trước hay là chơi trước? Nhà của anh, luật chơi của anh. Rồi, chơi đi. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý đúng không? Bây giờ á, thổi bánh kem, đổ bánh kem, ướt cái gì đó xong cái đi. Ở đây á, bữa anh giao á là anh có cái gì thiếu gì ngoài tiền hết á. Mỗi một thằng phải một cái bánh kem. Sao tự nhiên có một cái vậy? Một cái hai thằng. Thôi. Phải đập vô mặt nữa chứ, cho nên là mỗi tặng một cái. Mùa này bỏ qua, khoan, mùa này bỏ qua là một bánh kem hai thằng đập, hiểu chưa? Trước khi đập em có thể lấy mấy trái dâu ra không? Được, từ từ chưa, để nó ướt nó thổi đã. Ê, vui chứ nhớ ngó xe nha bay, ngồi quay ra không có chiếc nào nữa nha. Rồi, tán đâu rồi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ướt rồi mới thổi, ướt đi. Chịu quỳ gói ghê vậy mày. Ướt đi thổi. Ướt nghiêm túc vô nha. Khoan rồi. Khoan, hai đứa mày đi rửa mặt ngay lập tức. Rửa cho sạch rồi, cái chuyện này chuyện của tao. Giờ rửa mặt trước ai? Lấy mấy cái này ra. Lấy ra đi. Bây giờ tụi mày thấy nó bị đập, lần sau cũng phải tự bị đập, nghe chưa? Hả? Khoan, bây giờ á, sạch chưa xong rồi phải không? Bây giờ muốn đập kiểu nào? Bây giờ tao cắt đôi ra rồi hai đứa bay đập hay sao? Hợp lý đúng không? Bây giờ đứa nào úp, đứa nào thay úp vô vậy thì hết kem chơi không, là đập cái mặt vô đây nè, đập cái mặt vô thôi. Nhưng mà khoan, nhưng mà muốn đập kiểu nào, là để tao hay sao? Để đây em đi xế được rồi. Tự đập đúng không? Rồi ok. Vậy nữa nha. Nó vớt em miếng. Nó quá trời. Để mặt chứ. Khoan bình tĩnh, để nó đập rớt mẹ cái bánh kem. Thêm cái ghế đi bay. Phải đỡ. Thêm cái ghế nữa. Khoan nhẹ nhàng ơi. Rồi qua đây. Đó. Chia ra đúng rồi. Rồi, anh không biết. Biến dạng á là ok. Hiểu không? Là nó phải vậy nè. Nó phải vậy nè, xong rồi xuống vậy nè. Chứ không phải vậy không đi lên nha. Đi lên là tao cầm đầu tao dập xuống đó. Vào đây. 1, 2, 3. Mạnh lên. Mạnh lên. 1 Rồi xuống đi em, xuống đi em, xuống đi, xuống đi. Rồi sao ăn? Đừng có sao. Chơi thôi, không ăn được. Giờ chơi cái kia. Đúng rồi, giờ chơi cái kia. Rồi đầu tiên nào xong rồi dùng phiếu đây nè. Ê chơi luôn nha, không đi rửa mặt nha. Chơi luôn nha. Rồi đầu tiên đây. Gì đây, đây tao coi ơi, gì vậy? Ờ đúng rồi, quẹt bánh kem lên mặt Tình. Đó. Lên lên đây. Nhỏ nhỏ rồi. Vô chùa cho người ta chơi nữa. Nè, mày ngu quá. Mày kéo cái này nè. Một xíu thôi. Nè. Ôi quẹt một cái hả mày? Quẹt bánh kem theo sự chỉ đạo của Toàn. Chỉ ai là nó chỉ cái Toàn. Chỉ ai là cái Toàn. Chứ Bích. Anh Hoàng nữa nè. Bánh kem một người bất kỳ. Ủa đó là nhớ anh Toàn không? Bạn em kìa. Với anh hồi mẹ chán lắm. Mới đây. Là đây em. Em gọi tỉnh cơ luôn á. Có chơi có chịu em ơi. Tiếp theo quẹt bánh kem lên má anh Phát. Vừa thôi nha, để ăn nữa bay. Rồi ok, không có lao nha, không có lao nha. Cái này không vậy? À gọi tất cả mọi người quét mặt anh Chí. Ủa, em chơi anh đâu còn tiền bóp đâu. Vô đây nó đâu tới à. Đầu đi với hết chỗ rồi. Mày chơi vậy sao mà không ăn đâu mày? Ủa, tao nhớ rồi. Mình cùng chơi lâu nhiều lắm. Cái tao này gần nhà mà tao chơi. Tao về nó dỗ nhà mày. Tao này đi. Phải là không biết á. Không biết bạn bạn nào mà. Chỗ nào? Cái lỗ tai nó đó. Cái lỗ tai á, ngu quá à. Thôi đứng lại. Đọc của anh cho anh nào. Quẹt bánh kem vô mặt Dương kiện Toàn Phát. Chuyện ở đây. Ủa không có mình anh Minh ơi. Chuyện Toàn Phát đây. Chuyện ở đây. Anh em giỡn không anh. Dương rồi. Anh Phát. Anh Long Dương. À đây nè. Dương kiện Toàn Phát. Dương nhiều ủa sao bắn tim đến vậy? Còn đâu? Còn Dương nó lại dựng ra. Cái gì đó? Lẹ đi. Trời ơi, dọn kéo ra, cánh đi, làm kéo ra. Rồi, tiếp theo. Sai một người bất kỳ theo sự chỉ đạo của anh Hoàng. Anh ai? Nắm tay mà. Hai cao vô đi. Lần kiện vô đây. Hai đứa bay nắm tay nhau đi, 1 phút hả? Nắm tay 1 phút. Nắm đi. Nắm vậy nè, nắm kiểu yêu thương á. Nắm lẹ thôi. Nắm đi ơi. ơi, con trai mới chịu ơi. Đó. Anh đang chết nha, 6 phút 20, 7 phút 20 được một này nè. Thơm lên má một người bất kỳ. Đánh cho ai đây không? Thơm lên má là hôn má. Mày thơm là mày hôn lên má. Em chưa nghĩ ra luôn á. Không gì nè, gì chứ đi. Chỉ định kiện hung vào tay Toàn. Cái này là hôn. Hung vô tay nó đi. Kiện hung vô tay, hung đi. Hung vô tay nó đi. Bánh kem đâu? Ôi, tay mà bánh kem gì? Vô tay mà nó bay. Hôm nay mày nhanh lên mày. Hết trơn. Rồi tới chuyện chưa? Đây lên lòng cho Sơn. Sơn nguyên quẹt bánh kem lên mặt một người bạn muốn. Ê, anh là nhớ. Không biết cái bánh. Chốt. Cái gì? Vô 2, 1, rồi ok, phút. Rồi, Tăng chết. Chỉ định tình nắm tay Tăng 3 phút. 3 phút nắm tay, ừ đúng rồi. Nắm chết vô. Bây giờ mấy là phút anh? 8, vậy là 11 nha, tới 11 rồi. 11 gì vậy? Gì đâu? Anh không quẹt bánh kem vô mặt. Gì? Rồi, đeo một chút chép đó. Anh đeo coi bạn, anh đeo. Thấy kem của anh Phát kìa. Thấy cái này bỏ kia không ăn nha. Thấy cái mặt không dính kem gì trơn. Thôi kệ đó, lỡ quẹt cho mày, không quẹt lên hai mày. Bằng ra cho em. Quẹt bánh kem lên mày. Có bộ gương gì? Nó có bụng đâu. Thôi chừa lại, nó chơi nữa. Đồ má cho chừa lại ăn. Nó có bụng đâu. Mình không mà. Cái cái mỏ thôi. Đúng cái miệng không? Đúng cái miệng không? Ai đó. Chết. Cái này là phần thưởng nha bà. Má nghẹt thở luôn á. Nắm tay Hương 1 phút. Cái này là Hương tự ghi nha. Ê. Ok luôn. Sơn. Nắm đúng như anh nói vậy đó. Thôi ơi chơi kỳ quá ơi. Ôi chơi kỳ hả? Ôi gì vậy? Nắm Hương kìa. Thôi. Nào ra đó. Cái nào ra cái nào. Nhanh đi. Đúng rồi. Sẽ có giữ khoảng cách từ cái bánh ngoài nữa. Nắm lại đó. Bên kia không có, nắm bên kia. Nắm bình thường, nắm gan của mình thôi. Ờ cũng được đi. Rồi tiếp ai nữa? 1 phút đúng không? 1 phút đúng không? Rồi ok. Giấy dèm đâu? Tới phút nữa kìa, phút kìa. Chơi này nha. Ủa chị chưa có chơi tự nhiên bị phạt lên á. Lính chị dạy đó là lính chị chơi. Hai chừng tiền nó đi. Chỉ đạo chị ân quét bánh kem. Chị tự chị. Ờ đúng rồi, bây giờ chị thằng lộn đâu rồi. Ai da, chị quẹt luôn hả? Đúng rồi, chị quẹt luôn. Cái gì vậy? Chị cầm nguyên cái bánh á. Chị quẹt hả hả? Đúng rồi. Chị định chị phải quẹt em. Chị định mà, tháng sau đi mua cái bánh vô kem em. Ừ, mốt mua thêm kem á. Mốt đi mua thêm kem. Kem bên đây nè. Rồi, chơi lên. Rồi, để kem bên đây nè. Mình còn làm chung nhau. Xin này nha. Ê. Mạnh lên. Rồi, hai thằng kia hết nắm tay rồi. Hai thằng kia hết nắm tay rồi. 3 phút hết rồi. Vậy con Hiếu. Vậy con Phúc được không? Ở Phúc đâu? Dạ. Sắp lại. hôn lên má một người bất kỳ theo sự chỉ đạo của anh Hoàng. Anh chỉ ai nó hôn đó là hung lên má về đi, lấy kem đi hung thằng này nè, thằng Long nè. Em nè, kem của mình này nè. Rồi hết kem rồi, không có nữa. Em sơn nó hôn lên má ơi. Rồi cái má luôn. Rếu vô đây mày. Đi của em là nắm tay một người bất kỳ cho chị chồng tao. Nắm tay một người bất kỳ theo sự chỉ đạo của Hiếu một phút, không được chỉ mày. Đúng rồi. Em Hoàng thầy chỉ đạo. Tết. Rồi tới còn anh nè. Rồi tới anh nè, bây giờ là anh đọc là cái này miễn phí còn lại. Thơm lên má của một người bất kỳ theo sự chỉ đạo của Chí nè. Là Chí mày thơm má ai? Không mà cái này anh chỉ đi, anh chỉ ai em sẽ chỉ người đó. Ủa là cái này nếu mà em bóc trúng cái này em sẽ được chỉ. Em sẽ cho hai người này nó sẽ hơi bị sướng nè anh. Hơi bị sướng à. Cho Kiện với Duy gai. Thôi. Mày lấy miếng sau đặng cái coi. Sau đặng cái coi. Đúng rồi, ơi. Sau đặng ơi. Quẹt bánh kem lên mà anh Minh. Rồi mày quẹt đi, mày quẹt Minh đi. Rồi anh Minh ơi. Còn vô giữa kìa. Bây giờ cái tay nó rất là sạch luôn. Giữa kìa, nãy tao đẹp cái mặt rồi. Rồi chưa, em sẽ đi một đường thôi. Giữa kìa. Đi dưới dưới lên, đúng rồi, đi dưới lên. Ủa dạ ông kêu em ngừng. Ủa ở đây có là Tên Phúc hả? Không có chê rửa mặt nha. Kết thúc tiền mới được rửa nha. Rồi đây cái này mặt nặng hơn rồi. Ồ. Ngồi xuống đây, cao quá dớ không tới. Ngồi xuống đây đi, không sạch thì trước lại sẽ quen nè. Nè thấy mình không? Thấy mặt mình không? Phải là đúng không? Giờ ăn kem đi. Chụp tấm hình đi bay. Chụp tấm hình kỷ niệm đi. Rồi ngồi chụp tấm hình đi.